Tọa lạc ở độ cao 1.487m so với mặt nước biển, nằm về phía tây nam của thành phố Đà Nẵng, Bana Hills là một quần thể du lịch nghỉ dưỡng ấn tượng với tổ hợp nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, tham quan, mua sắm và các công trình tâm linh thanh tịnh, uy nghiêm. Hệ thống cáp treo Bà Nà là một trong 10 tuyến cáp treo ấn tượng nhất thế giới. Công suất vận chuyển 3.000 khách một giờ với 3 lựa chọn: cabin hở, cabin đáy kính và cabin thường sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Ngồi trong cabin cáp treo, ngắm nhìn dòng thác Tóc Tiên chảy từ độ cao 700m quanh năm nước đổ, đẹp như một giấc mơ. Bay trên những cánh rừng nguyên sinh được bảo tồn nguyên trạng với những nét hoang sơ, kỳ bí, tất cả cùng tạo nên những xúc cảm khó quên trong lòng du khách bốn phương. Dừng chân nơi đỉnh núi Tứ Bề Mây Phủ, lạc bước trong khung cảnh nguy nga tráng lệ của làng Pháp, hòa mình trong những vũ điệu đường phố nóng bỏng, hay lắng tai nghe tiếng violon réo rắt cùng tiếng thánh thót của accordion với phong cách biểu diễn đầy ngẫu hứng của các nghệ sĩ đường phố trên quảng trường Đu Đồn, mang lại trải nghiệm khó quên cho du khách ở khu nghỉ dưỡng bậc nhất Đông Dương một thời. Với ý tưởng tái hiện kiến trúc của nhà thờ, bưu điện, những dãy nhà của một ngôi làng cổ ở nước Pháp thế kỷ 19, khu làng Pháp ra đời trở thành công trình ấn tượng nhất của khu du lịch Bà Nà Hills năm 2015. Khách sạn làng Pháp sở hữu 484 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao. Nội thất khách sạn mang phong cách kiến trúc Pháp cổ, chất liệu gỗ màu nâu trầm, kết hợp với các loại đèn trang trí toát lên sự sang trọng, ấm áp và đậm chất cổ điển. Những bức tranh, phù điêu tái hiện những câu chuyện của một thời kỳ lịch sử xa xưa. Kiến trúc cổ điển cùng hạ tầng dịch vụ hoàn thiện với những tiện nghi nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và mua sắm đẳng cấp của làng Pháp sẽ khiến du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ thư thái bên người thân. Để đáp ứng tối đa nhu cầu lưu trú của du khách đến với khu du lịch Bà Nà Hills, ngoài hệ thống khách sạn làng Pháp đẳng cấp 4 sao là khách sạn Borin đạt tiêu chuẩn 3 sao cùng 59 phòng, gồm nhiều lựa chọn về diện tích và tiện nghi. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi nghỉ dưỡng, khu du lịch Bà Nà Hills còn là nơi lý tưởng để tổ chức thành công những cuộc hội nghị, hội thảo. Phòng hội nghị được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu tổ chức hội nghị với quy mô phục vụ tối đa lên tới 300 khách. Du khách đã đến khu du lịch Bà Nà Hills không thể không tới hầm rượu cổ Đơ Bây, thưởng thức ly rượu vang hảo hạng trong ánh đèn màu mật ong và tiếng nhạc du dương. Càng không thể bỏ qua những loại hoa đặc sắc trong vườn hoa Le Jardin d'Amour với 10 khu vườn hoa độc đáo như vườn bí ẩn, vườn uyên ương, vườn suy tưởng, vườn tịnh tâm, vườn thiêng. Du khách sẽ được tận hưởng phút bình yên và lãng mạn trong khung cảnh thiên nhiên đẹp tựa trong tranh. Ga Đơ Bây, hai toa tàu của hãng Garaventa Thụy Sĩ đưa du khách đến hầm rượu cổ Đơ Bây, qua vườn hoa Le Jardin d'Amour, tới chùa Lĩnh Ứng, tham quan các biệt thự cổ và đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng của vùng núi cao. Với sức chứa 80 người một cabin, công suất vận hành 1.600 khách một giờ, tàu hỏa leo núi chạy trên đường ray thoải dốc khiến du khách sẽ có cảm giác như đang bay qua những thung lũng, sườn núi. Fantasy Park là tòa lâu đài trong hành trình của những giấc mơ. Giấc mơ được dạo chơi trong khu rừng thần tiên, thám hiểm công viên khủng long,
chinh phục đỉnh cao với tháp rơi tự do cao 29 mét, gặp gỡ thần tượng trong khu trưng bày tượng Sáp. Hãy lạc vào một thế giới mới lạ với hệ thống rạp chiếu phim hiện đại 3D Mega 360, 4D và 5DI cùng những điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá. Với mong muốn mang lại cho du khách một trải nghiệm trọn vẹn về niềm vui và sự hài lòng, Bana Hill xây dựng một hệ thống nhà hàng vô cùng đa dạng. Nhà hàng Hội An, nhà hàng Morin, nhà hàng Capcas, Capcas Vista, nhà hàng Hoa Sen, Hoa Lan, Hoa Hồng, với thực đơn Á, Âu phong phú về chủng loại, hợp lý về giá cả, đa dạng trong cách thức phục vụ như gọi món, buffet, ẩm thực ba miền Bắc, Trung, Nam, set menu, tiệc nướng, đồ ăn nhanh, xứng đáng là điểm đến ẩm thực cho du khách Việt Nam và quốc tế. Là nơi đất trời giao thoa, âm dương hòa hợp, một vùng đất linh ứng cho những chuyến hành hương lên tiên cảnh. Nhắc đến khu du lịch Bana Hills, không thể không nhắc đến quần thể du lịch văn hóa với chùa Linh Ứng, đền Linh Chúa Linh Từ, tháp Linh Phong Tự, lầu chuông, nhà bia, là nơi thiêng liêng để cầu bình an, may mắn. Du khách được chiêm ngưỡng hai công trình đưa vào hoạt động từ đầu năm 2015, Linh Phong Thiền Tự và Chú Vũ Đài. Chiêm ngưỡng và trải nghiệm những điều tuyệt diệu nơi đây. Bana Hills, đường lên tiên cảnh. Giờ đâu. Đây là vô.
Vui vô chiếc máy bay. Từ lạnh hết ra. Chơi thoải mái đi, đâu có gì đâu. Sắp tường của ta đi.